テレビ冒険アニメスパイウォーズ、あーやこれ好き。あーヌーガンゴーイ、trời gì trời, wow ngứa cảnh khỏi. Thế em đi one shot là cái thế, em đi one shot à, cái thế em đi hòa phần nha, hồi chiêu cuối nha, chiêu cuối hồi 50 giây nha, gây sát thương lên tướng bằng chiêu cuối, vì là con gấu nó cạ liên tục là trừ sáng sát liên tục, vậy mà món đồ này không có trong danh sách khuyên dùng. Thật sự hệ thống khuyên dùng của cái game tôi nghĩ có vấn đề, chỉ có vấn đề thì cái món đồ hòa khuẩn này với con Annie nó không nằm trong danh sách khuyên dùng thôi, đúng không anh em? Con gấu nó cạ vào người là nó đốt thì nó có sát thương mà. Wow lý bảy, tố cáo cho bạn Camilio đi Khánh. Khánh mà tố cáo chắc nó bay phát một. Đâu Khánh thì làm gì có được như vậy đó. Ơi, chết cha chưa, chết cha chưa, không binh đồng đội. Chết cha được, về được cho 5.000. Về được cho 5.000. Ây da, mất 5.000 rồi. Khánh lỗi á, Khánh phải ping á, Khánh phải ping cho em đùi á. Thôi để Khánh bù nhá, Khánh đi bộ ra để Khánh giữ TP thì Khánh TP Khánh cứu nhá. Cái thế này là cái thế hôm nay là toàn win á, hôm nay là kiểu mình tích điểm để mấy hôm nữa mình trôn em. Mình tích điểm để mấy hôm nữa mình thử nghiệm bài mới á. Thử nghiệm bài mới anh em ha, chứ không phải như câu đầu ha. Ê, này, có đòn phủ đầu nè. Ôi xong cái hết máu luôn. Bão ngã không phải hỏi. Ở đã báo nha, 5.000 đồng. Cứu báo. Anh Khánh mà cứ đánh ác như này thì chân mít của Blazes treo luôn. Rồi, gấu cứ làm việc của gấu đi ha, gấu cho lính vô chỗ. Rồi, very good, rồi Khánh TP ra. Thế Winland đến từ nhà gấu. Yeah. Rồi, cái thế đứng trước mặt em đi biến về ha. Rồi, làm nhiệm vụ của mình đi gấu. Yeah. khó chịu, bây giờ lại là kêu đừng ra băng trụ nha. Ấy chết bà, lại cái thế quên, họ kiểu cứ đi trước mặt thế thôi, kiểu bỏ lính đi luôn à. À cái thế chưa đi à, cái thế làm mình giật mình, hú hồn cái gì ở dưới còn nguyên. Ít gáp 40 lính này nha. Rồi, 40 lính rồi. Đi len họ ngợp ha. Họ đi len họ quá ngợp rồi. Ây da, mình đổi mạng. Ây da. Cái dòng gần đầu kìa, dòng gần đầu á, bật vào thành. À đây à. Rồi. Cái này mình làm một tí không tên ha, Hai, lên top đi Zin, chứ mid bên kia ngợp. Mid bên kia đang ngợp mà tôi lên ra đây. Thanh len tôi à. Ăn phe đây Zin. Có cái nịt à. Rồi, tôi về tôi xuống dưới ha. Anh em tôi đi xuống dưới ha. Mình giả bộ nhảy ha. Đó anh em thấy không? Thiếu tôi một cái là kiểu nguy hiểm liền á. Cái chuyện tôi không có gọi là để cho mấy người đi cái lem mít của tôi đâu. Cái lem mít nguy hiểm lắm, mấy người phải đi mới biết được. Mấy người đi ra cái chết liền. Nên là kiểu tôi vừa bỏ ra cái mấy người chết liền á, hiểu không? Lem mít nó nguy hiểm lắm, đâu phải là ai cũng đi được đâu. Để những người cẩn thận như tôi đi nè. Khó chết. Mà Lucian tôi thấy không cẩn thận lắm nha. Lướt chỉ là không cẩn thận lắm nha. Lướt chỉ là không cẩn thận nha. Một nửa giây nữa thôi, không đến một nửa giây, không phải bao nhiêu giây nữa là W kịp gấu. Gabi man. Rồi, mình sẽ không đi qua chỗ này, len lòi vào đây luôn. W lấy nội tài, yeah, và đó là chiến công dành cho con Annie này, yes sir. Yeah. Đừng coi thường sức mạnh của người có gấu. Con gấu tôi đồ táng cho. Má nhắn luôn. Mặc cái hỏa khuẩn này hợp với con Enni chứ. Bây giờ đi ra lại có R. Bình thường cái Enni đợi R hồi lâu điên. Bây giờ kiểu cứ đánh xong là có R. Mặc dù thời gian tối thượng mới được có 2 điểm nữa. Đây rồi. Cái thế này. Kata đi em mít Kata. Đi em mít ha. Đi em mít đánh nhau kìa. Wow. Không kịp ra hả ta. Có chuối. Để.
Có hoa chuối, có hoa chuối. Thịt gạp. Làm tách trà ha. Làm tách trà ha. Yeah yeah yeah. Bây giờ một kiểu có điếu. À mình rửa tay ha, rửa tay ha, rửa tay ha, rửa tay khô ha. Thả gấu để check tầm nhìn tí, gấu lại hồi là một cái sự lựa chọn hợp lý này. Sự lựa chọn hợp lý này. Và nó lấy là vừa đầu về cho chấm. Ui 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 ui, đam rồi đam rồi. Ui what the. Nhi xinh đẹp vô đối. Hả? Hả? Wow lady. Ê cái đam gì vậy? Thật sự là lỗi này. Gấu táng chơi chơi mà thấy ma nhắn luôn chưa. Từ từ giết con Milio cái. Anh em tưởng tôi chơi kia đúng không? Ôi double kill. Wow. Thực ra tôi hack não đó. Gấu táng nó, táng nó cho nó biết sức mạnh. Ui học khoản tốt, học khoản tốt. Yeah. Easy. Tôi đã tìm thấy được cái con mồi của tôi rồi. Chistana à, con mồi gì nhầm đường rồi. Scan 5.000 đồng. Nay anh Khánh chơi Free Fire hả anh? Tôi xin lỗi. Rồi khẽ cho, khẽ cho, khẽ cho, khẽ cho. Yeah, nhờ phải nghe đó. Cô kỳ cục đã rescan. Ui nổ. Xíu âm số sách bây giờ ấy mà. Yes. Nice. Phải khánh tính nhường ấy chứ. Mà con phiêu ra, má phiêu ra mắt dậy mày. Phải khánh tính nhường cho ta đi ăn mà kiểu thấy penta rồi. À ý mà Zihin em penta chi chả Zihin ăn 4 mạng thôi ba. Zihin thì ăn 4 mạng thôi. Penta của con Zihin là 4 mạng gục anh em nhá. Cho anh em nào thắc mắc thì con Zihin penta của nó là 4 mạng gục nhá. Rồi. Cái thế bọc đầu đến từ vị trí của con Nanny. Rồi, cái thế chặn đầu quân tiếp viện, quân tiếp viện tới. Ê, cái thế vẫn dí được. Cái thế đơn phương độc má. Cái thế bắn lẻ thằng mít. Yeah, sẽ làm được cái thế này. Yeah. Chắc chắn là chết. Hey. No end game. With me. Bắt lẻ tốc biến qua tường để cho đối phương không biết tốc biến qua tường. Yes. Không bị giành ai hết, mấy thằng trong team đến tàn cả khịa tôi. Ý là người ta đánh như thế này. Đó. Này anh em à, cái chat này. Đánh đến như thế rồi, tim đam nhiều nhất tim luôn này.